cào cào giống con búp ấy. Nằm ở đây, khu này sẽ là một cái nhỏ thôi. Wow, bartender mà để người ta làm được cái nước nhỏ nhỏ cho anh em uống để chill á. Đổ lại dàn lát rồi này kia rồi nè. Khu này chắc là ngầu cười.